Tôi là An, năm nay tôi 20 tuổi. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi lại đau ốm thường xuyên nên tôi quyết tâm lên thành phố tìm việc làm. Hy vọng là sẽ kiếm được tiền để phụng dưỡng mẹ. Tuyển người làm, lương 6 triệu, bao ăn ở. Anh Phan Đức Cam, có vẻ không hợp khẩu vị của em. Nhưng mà hôm nay em cũng hết nhá, để mau đi lại được. Vào đi. Dạ, thưa anh, có một cô gái tìm đến muốn xin làm giúp việc ạ. Thế à? Tốt quá, mau đưa cô ấy vào đây. Dạ vâng ạ. Dạ thưa anh, cô ấy đây ạ. Em xin phép, nếu mà không còn việc gì nữa thì cho em về công ty, em giải quyết nốt công việc ạ. Ừ, đi đi. Dạ, em chào anh. À, giới thiệu với cô, đây là Đức, em trai của tôi. Từ khi mà cậu ấy bị tai nạn, chân của cậu ấy chưa đi lại ngay được. Tính tình thì tùy ý, tùy hứng. Vấn đề quan trọng ấy là cô đã có kinh nghiệm khi làm việc này chưa? Anh yên tâm đi, tôi đã từng chăm sóc mẹ tôi khi bị tai nạn. Bây giờ bà ấy đi lại được rồi, chỉ là không làm được những việc nặng thôi. Vậy tốt quá. Thế khi nào cô có thể đi làm ngay? Để tôi bảo trợ lý của tôi soạn lại lập cho cô. Ngay bây giờ ạ? Tại vì tôi ở xa, anh có thể cho tôi ở lại rồi trừ vào tiền công của tôi được không ạ? Cô cầm lấy. Hai người muốn ăn uống gì thì cứ mua đi, rồi thanh toán bằng thẻ này. Tôi không trừ đâu. Nếu mà cô làm tốt, tôi có thể thưởng thêm cơ. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. À thôi, hai người làm quen đi nhá, tôi ra ngoài. Dạ vâng, chào anh ạ. Cậu Đức ơi, cậu muốn ăn gì hay là khó chịu ở đâu thì cứ bảo tôi nhá, tôi sẽ đi làm ngay. Trời nắng nóng như thế này mà lại đắp chăn kín mít thế kia, để tôi xem cậu chịu được bao lâu. Cậu không nói cũng không sao, tôi có thời gian mà. Tôi ngồi chờ cậu cả ngày là được chứ gì. Tôi thực sự không có việc gì làm hết. Tôi ngồi đây chờ cậu cả ngày cũng được. Chỉ sợ ai kia trùm chăn kín quá, không thở được thì mệt lắm. Hay là để tôi gỡ chăn ra giúp cậu nhé. Bà chị được đấy, cứ đợi đi. Cậu nói sao cũng được, miễn sao là đừng đuổi việc tôi. Tại vì công việc này không những nuôi tôi đâu, mà còn giúp tôi có tiền để cho mẹ chữa bệnh nữa. Cho nên là cậu đừng đuổi việc tôi nhá. Nói thật đấy, tôi đói rồi. Để tôi đỡ cậu. Tôi không tin được hai người là anh em ruột luôn đấy. Thì ai bảo ông ấy thích tỏ vẻ ra là mình là người có tiền, có quyền cơ. Này, tôi nói cho cô biết nhá, riêng bản thân tôi này, tôi cũng có một nửa cái số tài sản trong gia đình đấy. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ. Này, cô đừng có gọi tôi là cậu chủ nữa. Tôi chỉ muốn trở thành một người bạn của cô thôi, có được không? Được như thế thì tôi sẽ rất mừng. Mà thôi, cậu ăn đi nhá, tôi ra phơi quần áo, rồi chút nữa quay lại tôi dọn sau. Ê, tôi không muốn ăn nữa. Hay là cô đưa tôi vào phòng đi. Thế cũng được, để tôi đỡ cậu đi.
Hay không? An đâu? Xem ngồi một mình thế này. Cô ấy vừa về rồi. Cô ấy? Đừng nói với anh là em thích cô ấy rồi nhé. Vâng, em thích An là thật. Vì cô ấy mà muốn lập nghiệp và muốn cho cô ấy một cuộc sống mà cô ấy mơ ước. Lập nghiệp sao? Em muốn anh chia lại một nửa số tài sản mà bố mẹ đã để lại. Đúng rồi, ý của em là vậy đấy. Việc này em suy nghĩ kỹ chưa? Thường trường được ví như chiến trường. Nếu như mà không cẩn thận sẽ bị thiệt mạng đấy. Em nghĩ là em sẽ không nói trước một điều gì cả. Thời gian sẽ là kết quả của em. Anh này, anh đã lấy công ty rồi. Còn căn nhà này với cả vài chỗ bất động sản khác nữa, anh đưa em được không? Anh thấy thế nào? Được. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm ngay. Còn căn nhà này anh sẽ dọn ra ngoài ở. Ok, được thôi. Vậy anh làm đi, em vào trong nghỉ ngơi đây. Để anh đưa em đi. Không cần đâu. Đến cái việc đi lại mà anh không tự làm được ấy, thì lấy đâu ra bản lĩnh để làm chồng của An chứ. Cảm ơn em đã giới thiệu cho anh chỗ ở mới. Ở đây rất yên tĩnh, rất phù hợp với anh. Anh ngồi đi. Tuy là thời gian gặp nhau chưa nhiều, nhưng mà những chuyện nhỏ về anh ấy, em chỉ cần quan sát thôi cũng biết. Em tinh tế thật đấy. Bảo sao mà Đức. Đức làm sao? À, không có gì. Ý của anh là Đức coi trọng lời nói của em hơn cả lời nói của anh ấy chứ. Mà này, em vẫn theo dõi các lớp học đầy đủ chứ? Em vẫn đi học đầy đủ. Mà sau này em học xong ấy, anh phải giữ lời hứa là nhận em vào công ty anh làm việc đấy nhá. Tất nhiên rồi, anh chưa từng thất hứa với ai cả. Đặc biệt là em. Phải cả không? Vì sao? Vì sao em lại đặc biệt? Khi nào mà em nhận bằng tốt nghiệp đi, anh sẽ nói cho em biết. Anh thề đi. Anh thề. Anh cứ làm việc anh cần làm. Khi nào mệt mỏi thì quay lưng lại. Em vẫn ở đây và chờ anh. Lần sau cậu đừng có làm như thế đấy nhá. À, mà làm gì có lần sau? Chị nói cái gì vậy ạ? Không có lần sau là như nào ạ? Thôi, để tôi đi cất đồ đã, xong rồi vào nói chuyện với cậu sau nhá. Nhưng mà em chưa nói xong. Chuyện tôi muốn nói với cậu là tôi học xong khóa học tin học rồi. Và bây giờ tôi quyết định sẽ xin vào công ty của anh Tân làm việc. Chị An này, có phải là chị thích anh Tân đúng không? Kể cả khi anh ấy không có gì trong tay, tôi vẫn sẽ nắm tay anh ấy. Tôi tin vào bản chất lương thiện, sự tử tế và sự thông minh của anh ấy. Chị An này, em có thể cho chị rất nhiều tiền. Và em cũng có rất nhiều tiền. Chị An, chị có biết là em thích chị như thế nào không hả? Cảm ơn cậu nhá. Nhưng tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Là khi hai trái tim hướng về nhau. Tâm hồn và trái tim của tôi đã chọn anh Tân rồi. Chào cậu.
cậu giữ gìn sức khỏe nhá. Tân. 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 Lúc nào cũng là anh. Tôi hận anh. Rất vui được hợp tác với anh. Cậu cứ yên tâm, tôi chưa bao giờ làm cho khách hàng nào phải thất vọng cả. Đưa tiền cho tôi là chỉ có sinh lời gấp 2, gấp 3 lần trở lên thôi. Dạ, vậy thì mong anh chiều cố ạ. Ok, gặp lại sau nhá. Dạ vâng, em chào anh đi trước. Dạ. Này, anh Đức. Sao rồi? Dạo này lương tháng nhận có đều không? Có ổn không? Dạ, lương thì vẫn có. Nhưng mà anh biết đấy, không được như mọi khi đâu. Công ty đang rất là khó khăn. Anh biết vậy rồi anh lại còn hỏi em. Anh bảo này, anh đang đầu tư để thành lập công ty. Sau này nhá, anh sẽ đưa chú vào làm quản lý cấp cao cho anh. Anh em chỉ cần hiểu nhau thôi, anh sẽ không để chú thiệt. Ok không? Dạ. Anh ạ. Ừ? Em đã hứa với anh Tân rồi, kể cả công ty này có sập, em cũng sẽ cùng anh Tân gây dựng lại từ đầu. Vậy nên là em cảm ơn ý tốt của anh nhá. Thôi, nếu mà không có chuyện gì thì em xin phép ạ. Ừ. Cái tin, cái thằng đấy có gì nó hơn mình mà sao ai làm với nó cũng trung thành tận tụy với nó. Tôi đấy cả một. Em xin lỗi nhá, em đã kiểm tra đi kiểm tra lại 2 lần rồi mà không hiểu sao vẫn sót vài lỗi trong văn bản hợp đồng khiến anh khó xử như thế. Hồi mới đi làm ấy, vì anh làm sai nhiều quá nên có khi bị trừ hết cả tháng lương ấy. Ai mới đầu đi làm mà chẳng làm sai chứ. Nhưng mà thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em buồn thì anh cũng buồn theo đấy. Em chỉ sợ mọi người nói anh ưu tiên em thôi. Yên tâm đi, không ai nói gì đâu. Rồi sẽ có lúc họ hiểu ra rằng những gì em được nhận là vì em xứng đáng, chứ không phải là vì bất cứ sự ưu tiên nào cả. Em hy vọng là thế. À, mà em nghe nói lão Hoàng ấy vừa mới trúng quả đậm, chắc lần này cậu Đức cũng được kha khá anh nhở? Nếu mà được như thế thì tốt. Anh chỉ sợ bị lừa hết cả thì khổ. Ông cứ lo bò trắng răng. Một thằng khờ như thằng Đức làm sao mà biết được những cái điều khoản mà tôi đưa vào trong hợp đồng. Ông cũng thấy đấy à? Nó mới sơ hở một tí thôi mà tất cả hợp đồng nhà đất và tiền bạc của nó vào hết tay tôi thầy. Ông cứ yên tâm đi, tôi với ông chỉ việc nằm nhà mà hưởng thụ thôi. Ok. Dạ thưa anh, toàn bộ số tài liệu anh cần đã được bên thám tử điều tra và tập hợp lại hết ở đây rồi ạ. Em mời anh xem. Tốt lắm, rất đúng lúc. Chào anh Hoàng. Chắc là anh vẫn chưa quên tôi đâu nhỉ? Mặc dù giữa tôi và Đức có xích mích, nhưng mà không vì thế mà tôi để anh cướp mất đi căn nhà mà bố mẹ tôi đã để lại một cách dễ dàng như vậy. Rồi sao? Anh làm gì được tôi? Xem cái này đi. Đây chỉ là bản photo thôi. Tôi đã thu thập được đầy đủ bằng chứng về việc anh làm con dấu giả, lập công ma túy, mua không rất nhiều hóa đơn và trốn thuế. Anh Hoàng này, anh thông minh như thế, chắc là anh cũng đếm được số quyển lịch mà anh cần phải bóc trong thời gian anh ở tù nhỉ? Tốt. Tóm lại là anh cần ngôi nhà đúng không? Được, tôi sẽ trả lại anh ngôi nhà. Đổi lại là anh phải giữ im lặng. Coi như chúng ta thỏa thuận sau. Tôi sẽ về văn phòng chờ anh đem giấy tờ nhà đến cho tôi.
Thế anh đã lấy được nhà chưa anh? Anh đang còn xem nữa. Nếu như mà cậu ấy quay lại tìm anh thì anh sẽ bỏ qua mọi chuyện và hai anh em lại sống một cuộc sống vui vẻ. Còn nếu như mà cậu ấy không đến tìm anh thì xem như anh bắt em trai của anh rồi. Vào đi. Cậu vẫn còn mặt mũi để qua đây tìm anh à? Đường cùng rồi đúng không? Chú sống như thế, chú có cảm thấy hổ thẹn với lòng mình không? Anh ơi, em sai rồi. Là do em ham chơi, em kiêu ngạo, em đã bán nhà của bố mẹ. Anh phạt em đi ạ. Thôi, anh cũng đùa với chú nữa. Chú còn biết về tìm anh, nhưng là anh vẫn là anh trai của chú. Anh nói cho chú một chuyện. Căn nhà đó anh đã lấy lại được rồi. Bây giờ ba chúng ta sẽ về đó dọn dẹp, sau đó nấu cơm ăn nhá. Vậy à? Em cảm thấy xấu hổ lắm, cho nên mới quay lại em tìm anh. Nhưng mà anh ơi, em hứa là từ sau sẽ nghe lời anh, em sẽ không cãi anh nữa. Được rồi, dù sao đi chăng nữa chú vẫn là em trai của anh mà.